bạn tôi sẽ đây còn ổn mà chẳng dừng bạn chụp đi cái thấy là không cho mình tí phí chẳng còn ổn từ tại bạn lòng cho mình chọc hoặc của bạn đang là tập hòa hỏi tài chẳng chặt bị khai của mùi đi và hốt đọc hai một buồn cứ chi tâm nạc cá đại dương từ sắc xa vẫn to nơi cho mình tí phí và chẳng được không cho mình tí phí đi và cứ dương từ sắc xa mì rin của bọn từ sắc mai cứ mì rin tình bờ rì chú vun từ sọ ái nâng ca chạy chào cổng cờ và chẳng nước nông quốc ta nước nông đồng nạc ca này cư miền ca bòm lạc đồ đi chữ vùng hẹt ấy ban thì miền ca bòm lạc đồ đi chữ vùng hỏi mua là hẹt ấy ban miền ca chạy chào cổng ống cờ và chẳng trong nạch tìm mùi rì chữ vùng môn rạp bạc tạ sập ảnh và chẳng rí chí vuông môn pra bát sạp án cư miên rí chí xong khăn hẳn khăn cư miên pra bát chây bà ra màn tìm vầy đài pra ông xoay rí nơi chân nam một quán phí rồi xa sập bấy đó chân nam một quán phí rồi cài vô mùi pra bát xoay nâng trạc bà ra màn rư có ân trạc bà ra màn tìm vầy pra ông xoay rí nơi chân nam một quán phí rồi cài sập vô mùi đó một quán bây rồi nhịp vờ pra bát xoay nâng trạc chây và rà rư ân trạ và rà mạnh thịt bún bà ông xoay rít đi chân nằm một con bây rồi phân đo chân nằm một con bây rồi thay một phân nâng mùi bà ông tiết cư bà bạc chây và rà mạnh thịt bún bà ông xoay rít đi chân nằm một con bây rồi thay phân đo chân nằm một con bây rồi xa vào mùi và chân tí mùi bà bạc chây và rà mạnh thịt bầy ta bà bạc chây và rà mạnh thịt bầy chiên là nà hai nước không riêng được bảo bảo ông miền bảy hải chẳng hạn là và bảo bắt chơi và làm ăn tìm bay mà cứ tiện tường đường sài gòn bảo bảo ông cứ ập chợ bá ta mình đăng ký bảo ông thật nước không sài này sạch ông nào thì con tai nước không riêng vùng được bảo ông cứ miền bảy hải cả láng cứ ca chiến biến vì sầm nặng phụ xiêm và cứ chiến biến từ lưới tận đây bay thẳng sọc hào tây và bay thẳng sọc hào tây và su kia lục và su kia lục sọc văn lục và nên cứ xiêm ban ở liên biên lừa từ đây khai được non ri chỉ được vào bạc bạc chơi hoàn tiền bay chẳng bận trâm tài ba nhà hai miền phần năng thế hai tiếng miền ca liên biên vì phụ mông cổ và liên biên vì phụ mông cổ và vì phụ mông cổ nâng miền ba nhà hai mũi tiên cứ tiện tường từ nâng vị bạc sát nà và vị bát sasana và chẳng vị bát sasana là không riêng bát bát chế màn tìm bay cư miên chủng lúc sasana rồi viên sasana phổ mạnh và sasana phổ mạnh nâng sasana phổ phụt nâng sasana phổ phụt và chẳng nếch cư chía bạn hả đại ca láng nơi khốn nóng riêng đẹp mắt chơi rồi mang tìm vậy nè chấn bị bắt chân đi men tha và ông mình đi thì và ông prang prai spas phai năm bay rồi bị thịt là sải cái bàn tay mình bám sóng sầm rạch đà ní cư chía nơi khốn nóng riêng đẹp mắt chơi mang tìm vậy và một tiền cứ đẹp mắt sấy nên trả bà ra mắn rưu cò ăn trả bà ra mắn tị bày ta bà ông chuyện nè bà bà bác rây nên trả bà ra mắn rưu cò ăn trả bà ra mắn tị bày cứ bà ông chịu bốt xoắn này xa rồi bóc bà bác chơi bà ra mắn tìm bày thấy cái bốt xoắn xa ổn đăng đấy bà cứ ở đi xa mang dưới ngày 2 tháng bốt xa nâng bà bốt xa nâng bà chẳng ca lang soi riết rồi bảo bà ông ca lang soi riết rồi bảo bà ông cứ ca chơi chơi đi pi bày đặt mày
ព្រះបាទស្រីនន្ទ្រវរ្ម័នបាទអញ្ចឹងព្រះបាទស្រីនន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬក៏អន្តរវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបាទមានការជួសជុលប្រាសាទបាទជួសជុលប្រាសាទដូចជាតាក់ទងនឹងការកសាងបាទតាក់ទងនឹងប្រាសាទជួសជុលប្រាសាតបាយ័នឬក៏អង្គរវត្តបន្ត ហើយព្រះអង្គគឺមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងចិនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បាទព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9គឺឆ្នាំសារីរដ្ឋព្រះអង្គគឺ1237ដល់1236អញ្ចឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នេះបាទគឺមិនដឹងវាសាវតារបស់ព្រះអង្គគឺអត់ច្បាស់ដែរ បាទសាវតារបស់ព្រះអង្គគឺច្បាស់ទេអ្នកខ្លះថាជាបុត្ររបស់ជ័យវរ្ម័នទី8បាទហ្នឹងតាមឯកសារខ្លះអញ្ចឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានពង្រឹងបាទបានន័យថាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងដៃវៀតបាទ អញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី1ដែលលោកគ្រូបានយកមកបញ្ជាក់បងប្អូនគឺមានរាជវង្សមុនព្រះបាទទសកផ្អែមគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតនៅចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងរាជវង្សរបស់ព្រះបាទទសកផ្អែមម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបាទមានប៉ុណ្ណឹង បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទៀតបាទប្រឹងប្រែងមើលសៀវភៅអានសៀវភៅមើលមេរៀនបានច្រើនផងពីព្រោះយើងសិក្សាតាមអនឡាញក៏ដោយក៏យើងនៅតែធ្វើការប្រឡងប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនិងឆមាសទី2ទៀតបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹង